tới đây mình coi tủ ly, mình cũng ham tủ ly. Nhà mình có cái tủ mà nó tủ rồi, không có cái bàn á, mình cũng mua cái bàn cái tủ này. Nãy giờ cái mình làm YouTube mấy anh chị Mạnh Thường Quân cho mỗi người cho mình ít thì mình để dành lại, thì mình muốn mua để dành làm kỷ niệm cái tiền của anh chị cho mình, mình để dành để mình mua cái tủ với cái bàn. Để mình coi cái tủ nào đẹp. Tủ này kiểu đẹp nha. Để vô nhà coi đẹp lắm.
chỗ nó đẹp. Thầy mình tới mình mua rồi đó bóng lên hả? Dạ. Chưa bóng cơ. Dạ. Thấy là bóng dở mà. Mua là phải đánh kiến nào, phải chà kiến lại, rồi phải cái tủ phải đánh bóng lại nữa. Cái này chưa bóng nè. À. Chị giờ ấy phải chiều ra cái dao được. Thì nó có giá hết trơn à. Chị từ nào có mua hàng đi chưa? Có. Ở gần đây không? Mở ngoài lọc á. Mấy thứ làm riêng đó, tên nó có làm kiểu cọ đẹp hơn, còn lại những kiểu cọ kiểu đơn giản. Kiểu cọ quá nó đóng bụi bằng gì thì khó làm. Cái bàn này cũng thấy nó hơi nhỏ nè. Cái bàn kia nữa rồi cái bàn kia đi cho nó bự. Chở ghế qua cho mình, bị xe bự chở vô không được, chở ra ngoài đầu đường luôn, chở hậu ginh vô. Chào cả nhà nhé. Thấy là ginh độ cái chụp hình thế nữa là mẹ. Đây là cái mặt bàn có người ta ginh qua cho mình nè, xe vô không được cái ta mới phải đậu ở ngoài chuyền từ từ vô. Đằng này chở đằng này chụp hình nữa hả bạn Tứ? Rồi chở vô tới nhà mà bạn này chở bằng xe qua lâm nên không có vô nhà được. Đây có rồi, giữ đi đó. Mạnh rồi. Rồi. Đây như gà nó nổi ta để luôn. Hả? Này ta chở qua cho mình cái người ta bao kiếm lại hết trơn, bao một mũ rồi lại hết. Để sao tày đây mình mua đất dừa có lượm chở thì mình nè, không có tờ thấy được hồng 50 ngàn hụt đó, để trả tiền công tiền xe nữa. Thôi con thôi, đừng trả tiền xe nữa, chở 5 thùng rồi lấy tiền luôn, hay giờ lấy tiền từng thùng. Thôi trả tiền công xe à, chở cực lắm, nặng quá thì nặng luôn rồi. Ăn thua gì, để nó tới chạy hả? Thôi, trả tiền công rồi tới đó về. Chào cả nhà.
nước dừa vô cái mình nấu. Mình nấu một lần có một thùng mà tại vì cái thân mình nhỏ đó, cho nên mình sau này nè mình nấu lần có một thùng 30 lít nè là tới đây rồi. Mình nấu nước màu này là có chị Định ở Mỹ, chị Định dặn mình nấu nước màu cho chị, cho nên nay mình bắt đầu mình nấu. Thì sắp tới đây cái mùa nắng này nè mình cũng đi kiếm củi về mình nấu mình bán. Thì để các anh chị và các bạn nào mà cũng mua nước màu thì liên hệ qua số điện thoại với mình. Hồi nước màu sớm giờ ông Thảo mình chậm cạn này nè, chậm gần giờ mình lượt qua cái sông nhỏ rồi sáng giờ mình nấu từ mấy tiếng đồng hồ nha. Sáng nấu 8:30 hơn. À 8:30 dạ 2 giờ. 8:30, 9:30, 10:30, 1:30, 12:30, 1:30, 2 giờ. Là 5:30 rồi ạ. Thôi giờ mình để mình lượt qua nè. Đi lên vô. Không có hả? Không có, không sao. Mà để nhẹ nhẹ đi nè. Nhẹ nha. Để lại đi, để bình thường lên nấy. Lỡ có gì nước màu nó trong nó ngon. Để lên dưới chắc rồi. Nãy cái son kia nó bự rồi nó ngang qua, giờ cái son nhỏ quá để lên dưới chắc. Rồi mình mới vừa nhắc xuống nè. Thiệt ngon luôn. Đặc quẹo luôn, nguyên chất luôn. Này là nước màu đặc biệt nguyên chất luôn. Rồi giờ mình rót nước màu vô, nước màu tới thì mình rót vô. Rót chua chai. Đặc quá trời, nước màu nó đặc. Nước màu của mình ngon dữ lắm. Ăn vừa không tới luôn. Này mình kho hơi hao một chút tại vì nó ngọt á. Mình thắng một thùng nước dừa thì mình được 4 chai nước màu vậy nè. 4 chai, một chai này thì 330ml là nó hơn một xị. Nó vậy là một xị rưỡi. Chai này là một xị rưỡi. Gần xị rưỡi chứ không tới. Vậy là một chai này thì mình bán 50.000. Này là nước màu nguyên chất, nước dừa luôn, không có cái gì vô đây nữa. Là nước dừa từ cái nước màu tắm tươi mà mình thắng cho nó tới nó kẹo như đường luôn, cho tới như vậy luôn. Là mình thắng một thùng mới là hơn nửa ngày. Khoảng các chị và các bạn nào mà có muốn mua nước màu dừa nguyên chất thì liên hệ số điện thoại của mình. Với lại sẵn đây là mình thắng, mình để dành cho chị Định ở bên Mỹ luôn. Chừng nào chị về thì sẽ có nước màu cho chị liền. Khá để dành đó. Cái chỗ ở nước ngoài tặng cho mình nè. Đây chai nè.
Ở anh Mỹ, ăn cơm mình. Thằng này lâu dữ lắm rồi. Nay khoảng 2 năm rồi. Cầm hai chai đây chai đi. Mà mình chưa có uống, nay lâu dữ lắm đâu rồi mà chưa uống. Đây mình để cái bình này vô đẹp chai, mình này lâu đời lắm rồi. Này bình này đẹp lâu đời lắm rồi. Chưa chứ không chưa. Đây là tấm hình của mình nè. Nay 30 mấy năm rồi. Là tấm hình cưới của mình. Lúc đó mình mới có 21 tuổi à. Nó giống là giống thông quá ha, mà không phải. Đi gan à, anh tưởng đâu có thông không à. Mình mua cái bộ ghế với cái tủ này nè, đẹp lắm. Mình với ông xã mình thích lắm. Để vô cái nhà đó mình thấy nó đẹp. Khi mà mình có khách đó, cũng có cái bộ ghế này để ngồi. Tiền mình mua thì các anh chị Mạnh Thường Quân cho mình với hồi đợt đó thì mình bán thêm đặc sướng nữa, để cái mình cũng có lời chút ít. Thì mình đun gom lại thì mình để dành lại tiền Mạnh Thường Quân cho mình, thì mình gom lại để mình mua để kỷ niệm. Mình muốn mua cái đồ vật này để mình kỷ niệm, để mình nhớ lấy các anh chị. Mình cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Mình cũng chúc các anh chị Mạnh Thường Quân luôn luôn vui vẻ, về là giàu sức khỏe và đại sự bình an trong cuộc sống. Cảm ơn Mạnh Thường Quân và chúc Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã có thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, về là giàu sức khỏe. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.